Hello 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 mọi người nha Hôm nay chiếc kênh là review review nhà đất tại à, à, xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh cho mọi người thể hình dung bất động sản từ nơi đây. Hôm nay em muốn xe duyên cho mọi người tổng cộng là 6 lô nha mọi người, 6 lô. À, với tổng diện tích là à, từ 1.000 à, m2 tới 1.200 m2 nha mọi người. Đó tùy theo từng lô. Em có lô số 6 nè, số 7 nè, số 8 số 10 và số 11 nha mọi người à, nằm trong phân khúc là chỉ có lô số 7 á, là diện tích lớn nhất là với giá ra đi của gia chủ mong muốn là 577 triệu còn những lô còn lại là 550 và 560 triệu 565 triệu nha mọi người à, lô số 7 là 577 triệu lô số 6 là 560 triệu và lô số 8 là 565 triệu nha mọi người số 10 10 và 11 là 560 triệu nha mọi người. Đó, lô số 7 lô mắc nhất. À, à, nếu quý cô chú anh chị à, à, khánh hiệp được gì từ từ vị trí lô đất này nè, anh chị có thể đi ra ủy ban nhân xã khánh hiệp nè, trường tiểu học khánh hiệp nè. Đó, trường tiểu học khánh hiệp chỉ trong vòng bán kính đó là à khoảng à, 6 tới 700 m thôi nha anh chị. Đường thì đường ô tô đi vào tận đất luôn. À, và đặc biệt hơn là, từ vị trí lô đất này anh chị đi ra chỗ Khánh Bình đó anh chị ạ. À. ngay chỗ chợ Khánh Bình á thì trong vòng bán kính là à, chỉ có hai cây số thôi nha anh chị, hai cây số thôi, hai cây số thôi. À đất thì rất là đẹp luôn. Đó này, em xin chia sẻ là hình ạ. Đây. Đây là lô số 10, số 9, số 10. À, số 10 nha anh chị. 10, 11 là hai lô này. Đó. Còn bắt đầu là từ lô số 7 nè, số 8 nè, số 8, số 7, số 6. Nó đường thì đường đất nha anh chị. À, nằm trong phân khúc chị với giá là dưới dưới 600 triệu. Anh chị có thể sở một lô đất cây hàng năm. Cây hàng năm nha anh chị, cây hàng năm. Nó à, bên kia đó là khu dân cư. Đó, điện nước thì đi vào à, gần gần mình rồi. Nếu quý cô chú anh chị mua đây để đầu tư nè thì được lợi gì đó, nói chung là anh chị khu vực này điện thì sát bên đít mình luôn rất là dễ kéo vào luôn nha à, về nước thì anh chị có thể dùng giếng khoan nha anh chị giếng khoan luôn nó mảnh đất này đó, trong phần trong phân khúc là 1.000 tới 1.200 mét vuông đó lô số 6 số 7 này đó số 6 số 7 nè anh chị đó, số 6 số 7 nha đó đường đất này đất thì rất là bằng phẳng nha anh chị không gì hết không bị truyền gì hết ngang bằng phẳng luôn à, trong phân khúc dưới 600 triệu mà hơn 1.000 mét vuông à, anh chị có thể xây một cái nhà vườn nè nhà vườn này tiền chế thôi anh chị ơi nó cây lâu năm mà nó tương lai là gì nó bên kia là cái thổ cư anh chị Đó, cây lâu năm mà giá cực kỳ rẻ lên 480.000 tới 500.000 trên một mét vuông tùy vào từng lô 56 triệu nó lô số 6 nha anh chị 6 7 8 10 11. Đó, bên em đang nhận bán về 6 lô nha anh chị. Đó, em bên em đã làm mặt bằng rồi. Nói chung sau cơn mưa thì đó thì cây cô cũng đã mọc lên rồi. Đó, đường thì đường đất. Bây giờ em sẽ đi bộ từ vị trí lô đất nè, đi ra ngoài ngay chỗ đường bê tông. nó cho quý cô chú anh chị thấy hình dung rõ hơn ạ. À. Rồi em con đây đi bộ từ trong đó đi ra ngoài đường lộ nha anh chị. Đây là đường bê tông liên xã. Ở đây đối diện đây là có nhà. Điện nước thì có rồi nha quý cô chú anh chị. Đó. À, có tổng cộng là 6 7 8 10 11. Phân khúc chỉ tầm 480 triệu tới 500 480 000 tới 500 000 trên 1 mét vuông. Quý cô chú sở hữu được một bất động sản trên mặt bì sổ đỏ sổ hồng treo tay à, công chứng trong ngày à, pháp lý thì đầy đủ nha thật sự là bây giờ để mà tại tại à, khánh vĩnh mà có sổ cực kỳ hiếm luôn nha quý cô chú anh chị đường ô tô đi vào tận đất luôn đó đây đây là khu nhà dân à, đó. rất là phù hợp cho quý cô chú xây một cái nhà vườn nghỉ dưỡng nhỏ nhỏ nho nhỏ thôi À, điện nước thì cuối tuần lên đây cùng gia đình bạn bè ô tô đi vào tận đất nói chung là mọi thứ đều rất là ok sáu à, lô đất này đang chờ chủ mới à, nếu quý cô chú anh chị quan tâm về sáu lô đất này thì hãy liên hệ với em em là chí kinh nhà đất nha trang 79 rất mong đồng hành với quý cô chú anh chị trong các thương vụ đầu tư bất động sản tại huyện khánh vĩnh ạ à. trong tầm phân khúc này thì rất phù hợp cho đầu tư nha anh chị And singka on, huh? thank you, thank you, thank you, bye- bye, bye-bye.